Hello cả nhà, chào mừng các bạn đã đến với kênh TV Ba Thạch nha. Lời nói đầu tiên, mến chúc sức khỏe anh chị em. Bữa nay mình quay cái mặt hoa vũ hội cho anh em xem. Mình thấy nó cũng đẹp, lưỡi hồng, cánh dày, bông khít. Hoa nó dày cũng đáng để chơi, giá là rẻ. Có anh em nào chưa có giống liên hệ với mình nha. Vũ hội hay là bốn cây quốc dân mình có hết nha: Văn Trí, Sinh Quế, Vàng Tây Ninh, Vị Hoàng Kiếm nha. Anh em thích mặt hoa nào cứ liên hệ với mình, số điện thoại của shop là 0909 434167 nha. Mến chúc sức khỏe anh chị em. Ngày mới chúc cả nhà mình làm ăn phát tài nha. Cả nhà mình nhắn theo dõi kênh giúp mình nha. Còn hả, anh em nào chưa có giống cái comment để xuống bài mình, có gì mình trả lời cho anh em nha. Rồi, mến chào anh em nha.